món quà của cha, ông Nhân bán đất trả nợ cho ba đứa con lang thang vô gia cư. Cuối cùng thì bi kịch cuộc đời lại tiếp tục ập lên trên đôi vai già của ông Nhân một lần nữa. Ba con báo con, Nghĩa, Thảo, Hiếu đã trở thành món nợ của cha, đồng thời báo nợ cùng một lúc, khiến cho mái tóc ông thêm bạc phơ, đôi mắt ông thêm nhăn nheo, gánh còng lưng. Cùng đường, ông Nhân đã phải bán đi mảnh đất tổ tiên để lại. Cuối cùng, để lo cho các con, ông lang thang giặt dẹo, không còn chốn nào để ở. 49 chưa qua, 53 đã tới, gánh nặng bi kịch cuộc đời lại đổ ập lên đôi vai của ông Nhân. Quá khứ đã từng đau thương khi người vợ của ông ra đi tức tưởi, gieo mình xuống dòng sông, để lại cho ông một vết sẹo dài. Nhưng nhìn ba đứa con thơ, ông vẫn phải tiếp tục sống để che chở nuôi nấng chúng. Và may mắn, ông bà phù hộ, ngày tháng trôi đi, ba đứa con đã ngoan ngoãn, trưởng thành, là niềm tự hào, mở mày mở mặt và là động lực để ông luôn cố gắng mỗi ngày. Nhưng rồi không ngờ rằng, một bi kịch cuộc đời đã giáng xuống. Vừa rút sổ tiết kiệm để mua cho Hiếu con xe tải, thì cu cậu đã gây ra vụ tai nạn báo giá 50 triệu. Thảo làm mất chiếc xe phải đền 20 triệu trước kính, chưa kể tính cả tiền lãi. Và Nghĩa, cậu con cả mà ông luôn tự hào là thành đạt, lại báo về món nợ tiền tỷ khổng lồ khi bị lừa trắng tay. Mặc dù tất cả ba đứa con đều cố gắng im lặng, tự chịu trách nhiệm không cho bố biết, nhưng bố nuôi các con, bố hiểu. Ông Nhân cố gắng chạy vậy, vay mượn để trả số tiền 50 triệu cho Hiếu, không cho cô cậu bán xe bởi đó là ước mơ của nó. Nhìn Thảo phải ngày đêm đi phá giọng, hát ở phòng trà rẽ rúm, khiến cho ông đau lòng, bởi ước mơ của nó là tỏa sáng trên sân khấu. Nhìn Nghĩa, đứa con đầy trí tang bổng của một nam nhi, ngày đêm phải chịu bao tủi nhục, sống kiếp đời chó chui gầm chạn ở nhà vợ, rồi lủi thủi khi bị vỡ nợ, ông đau lòng, đau xót biết bao nhiêu. Nhưng giờ sức cùng lực kiệt, trong tay không có gì để giúp đỡ các con. Sau nhiều ngày dằn vặt đau xót, ông Nhân đã quyết định bán đi mảnh đất mà ông bà tổ tiên để lại để giúp các con. Nhìn ông cầm bọc tiền đi trả nợ cho từng đứa con, đôi mắt nhăn nheo, mái tóc bạc phơ khắc khổ, ai cũng ứa nước mắt. Giờ đây ông bơ vơ lang thang, không còn trốn để quay về, nhưng vẫn phải im lặng giấu mặt các con rằng bố đang ổn. Quà của cha đó không phải là số tiền mà ông đưa cho các con, mà đó là niềm tin, là khao khát muốn các con được sống tiếp tục với những ước mơ hoài bão cuộc đời của mình.